Tốt. Làm gì hả? Uống trà đá. Vi đâu rồi hả? Hôm nay chú kiếm Vi làm gì vậy? Trời, có chuyện tao mới kiếm chứ. Tao qua đây á là để tao giới thiệu bạn trai cho ông Vi. Dạ. Ê, tao có thằng cháu. Cháu chú. Ừ. Ơi kìa. Hai. Con. Dạ. Con gái. Trời ơi dễ thương quá. Hả? Ừ. Ơi thằng. Trời ơi con gái nhà ai mà xinh xắn quá. Trời ơi chú Hai nói thiệt nghe, cái gia đình nào có phước lắm á nha, mới được con làm con dâu đó. Trời ơi. Nè nè. Bữa nè. Nay á sao chú Hai khen con dữ vậy? Bình thường á anh Tú cứ ghẹo con hoài à. Nè. Chú Hai định hỏi con là con có người yêu chưa? À, nếu mà chưa có người yêu á thì chú Hai giới thiệu cho con thằng cháu ruột của chú Hai. Cháu của chú Hai luôn. Trời, nó đẹp trai mà nó học giỏi con ơi. Trời, mà nó thông minh, mà nó chung thủy lắm nha con. Ờ, con biết không, nó ăn món nào nó đang cả tuần lễ xong rồi nó mới bỏ, nó ăn qua món khác đó, rồi là ăn đó mà nó còn chung thủy vậy đó con. Nè, nếu mà chịu cái chiều nay cái kêu nó qua đây, cái hai đứa đi ăn uống rồi xong đi coi phim rồi đi chơi với nhau tìm hiểu được thì chú đứng ra chú mai mối cho, chịu không? Chú Hai làm con buồn quá. Ủa sao vậy? Chú Hai nói là con xinh xắn, con dễ thương à. Nhà ai có phước lắm mới được cưới con về làm dâu đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là con là đủ tiêu chuẩn của con gái thời nay rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy làm sao mà con ế được? Trời, ta nói vòng vậy hoài chú Hai không có chịu hiểu hay sao? Ủa là sao? Trời ơi, con lịch sự con nói mà chú Hai không chịu hiểu gì hết à. À là có bạn trai rồi hả con? Dạ. Uổng thì quá. Con xinh xắn con dễ thương thì con phải có bạn trai chứ đúng không? Mà nè, con kể chú Hai nghe về bạn trai con nha. Thì sao con? Trời ơi, con tự hào về ảnh lắm luôn á. Vậy hả? Ảnh hả, tuy ở ngoài nhìn không có quá xuất sắc đâu, nói chuyện với con nhỏ nhẹ dịu vàng lịch sự ga lăng đầm thắm nhỏ nhẹ, trời ơi, chiều con hết mức luôn à. Con hả lúc nào cũng như công chúa đó giảm vậy đó. Sướng nha, sướng nha. Bỏ dạ. Mộng đi. Cháu trai công chúa là bích cửa rồi. Bởi vậy bỏ mộng thôi. Thôi cũng chúc mừng con. Dạ. Không mà con vậy có bạn trai vậy là phải rồi. Dạ. Gì vậy? Cái Mai đây. Ủa hả? Trời ơi, sao anh em tới mà anh không gọi điện cho em? Em đó nha, làm cái gì bắt anh đợi lâu quá. Trời ơi, em xin lỗi anh. Nhanh cái gì? Cái gì của mình lo làm đi. Trời đất ơi, ông gì đâu. Già khăn thì còn ngồi với... Ủa mà hai ông người này là ai vậy? Em ngồi nói chuyện trong... Trời ơi, anh nhỏ nhẹ tiếng thôi. Đây là chú Hai. Coi như là chú Hai là bạn thân của cô Lan chủ nhà. Còn đây là anh Tú. Mà anh Tú lại là con của chủ nhà. Hai anh với lại chú là coi như là thân quen với em dữ lắm. À, thì ra đây là ông Hai khu phố mà nhiều chuyện, lùng nhiều chuyện mà em hay nói với em đó hả? À, chú con giới thiệu nha. Đây là anh Phú, người yêu của con, người yêu mà con rất là tự hào đó. Ủa vậy đó hả con? Dạ. À, ăn nói nhỏ nhẹ đó hả con? Lịch thiệp. Lịch sự đó. Trời ơi. Hai người nói như vậy là ý gì? À, dạ đâu có dám ý gì đâu nha. Con đó, không có cha mẹ ở đây ha. Để chú Hai đại diện cho cha mẹ con, chứ không thôi là con bị gạt, con hiểu không? Không cần đâu, trời ơi. Cho dù con ở bên kia, con mà có bồ hay là có người yêu gì á, ba mẹ không có can thiệp vô chuyện yêu đương của con đâu. Quê, liêu liêu. Bây giờ con làm sao vậy là không cần chú Hai phải không? Con có bị gì thì con ráng con chịu nha. Ngang, chứ chú thấy cái ngữ này là không có ổn rồi. Không biết đối nhân xử thế sao, muốn nói gì hả? Mày không có nói gì lại tao hết trơn. Trời ơi, trời quê, còn có mặt quê kìa. Ê, quê. Bây giờ nhận gì? Bây giờ nhận gì? Bây giờ nhận gì? Ở trên phòng con nấu cơm cho anh Hải công viên luôn. Hay quá. Có gì vậy chú Hai? Có đồng minh ra đây tiếp diện. Đây nè, coi nè. Có người ăn hiếp chú hả? Ờ, đây nè. Đứa nào? Gì vậy? Phú Lát Dung Ghẻ. Trời ơi, yeah. Lâu quá không gặp mày. Trời ơi, từ cái đợt á. Năm số 5 rồi đó. Hôm nay đi đâu đây? Đi dẫn yêu đi chơi nè. Ê, hỏi thăm nè, dạo này còn ghẻ không? Còn được. Hình như thấy không có vui. Ê, dạ. Thân thiện quá hả? Ai đây? Ảnh hồi xưa là làm chung công ty với con. Chú nhớ không, hồi đó con xin làm tập vụ trong cái công ty kia kìa. Sao anh Hải anh bắt con nghỉ đó? Ai vậy là đồng nghiệp?
Dạ không, ảnh làm chức cao hơn, con làm tạp vụ. Chung công ty là đồng nghiệp rồi. Dạ. Biết chọn bạn ghê vậy đó. Dạ. Một mắt đuôi, mắt lẻ. Dạy bạn lại đi nha. Không có biết đối xử người lớn kẻ nhỏ gì, không có phân định được. Hỗn hào, mất dạy. Ủa còn ngon nữa, cũng không có biết chọn người. Mệt, chuyện của mấy người á, tự lo liệu đi. Bực bội à, ở đây một hồi à, ta ăn thịt nó đó. Thương gì? Ủa dụ gì vậy? Hả? Nhờ em coi quán giùm anh. Chứ anh mà còn ở đây thêm một giây một phút nữa là có án mạng xảy ra. Cũng ăn không à. Ê, hai người đó chứ bộ. Anh Phúc. Gì? Vậy là được đi nước ngoài ở rồi nghe. Ai đi nước ngoài? Thì ông chứ ai. Là sao? Thì ông quen với Vi rồi ông kết hôn với Vi. Vi ở nước ngoài thì ông theo Vi ra nước ngoài ở chứ sao? Vi, sao em ở nước ngoài mà em không chịu nói với anh? Ờ thì em tính là khi nào mình kết hôn rồi em mới nói. Yêu mà giấu giấu kiểu này thì chơi qua đường rồi. Trời ơi. Đức ơi, nè nè, tôi nói cho bà nghe nha. Vậy? Tôi là sắp hết bệnh á, mà cái bệnh đó sắp chuyển qua cho bà. Bệnh nặng luôn, bệnh vô duyên. Ờ, để tôi đi uống thuốc. Thùng dễ sợ. Ờ, thì em không có tính giấu anh. Mà tại vì em định là kết hôn xong rồi mình đi nước ngoài ở với nhau luôn. Thì có gia đình em ở bên đó, mọi người sẽ chăm sóc cho tụi mình sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng mà anh đi rồi, còn gia đình anh ở đây thì sao? Nhưng mà anh yêu em là anh phải theo em chứ. Em yêu anh, em cũng phải theo anh chứ. Mệt ghê á. Thôi, từ từ tính. Ừ, vậy đi. Xong rồi, xong rồi. Nè nè, đó. Để đồ đi, trời ơi, hơi lâu chút xíu. Tại em kiếm cái nón. Ủa, xe chưa tới nữa hả? Gần tới rồi. Dạ. Đây, thấy chưa? Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng hết tất cả mọi thứ luôn. Anh, em đã hình dung ra một cái viễn cảnh rất là dễ thương nha. Sao nè? Em sẽ mặc một bộ bikini thật là đẹp. Đẹp quá. Rồi sau đó hả, em sẽ bôi kem chống nắng. Không không, cái vụ bôi kem chống nắng là để anh bôi. Đó, bôi kem chống nắng sẽ em xuống biển em bơi. Xong xong rồi, anh sẽ dắt em đi ăn. Ăn hải sản. Ăn hải sản luôn. Anh nha, anh sẽ tự tay bóc từng con tôm, bóc từng miếng cua ra để mớm cho em ăn. Trời ơi, lãng mạn quá tính quá à. Đi nha. Không nghe. Sĩ. Dạ. Con Vi. Dạ. Con xin chú đi biển đúng không? Dạ. Chú cho phép con đúng không? Dạ. Nhưng mà chú tưởng là con đi với bạn gái, nhưng bây giờ chú con đi với thằng này thì không được đi. Ủa sao kỳ vậy? Con đã nói chú rồi, thì con xin chú đi biển với bạn, chú đồng ý. Chứ đâu có hỏi là đi với bạn trai hay bạn gái đâu. Ok. Đi thì biển thì cứ đi. Đi đi. Nhưng mà yêu thì không được yêu. Ủa? Cái này mới kỳ nè chú. Không có gì kỳ hết trơn á. Muốn kỳ thì alo gọi điện hỏi ba má của ông Vi kìa. Trời ơi chú. Chú kỳ quá à. Cái gì cái đụng cái mà chú không nói còn được là chú cứ lôi ba mẹ con vô. Mà ba mẹ con đâu có liên quan gì tới chuyện này đâu. Con lớn rồi chứ bộ. Sao không liên quan? Đẻ con ra mà không liên quan. Ủa chú cũng đâu có rảnh đâu. Trước khi con về đây ba má con đã dặn chú rất là nhiều. Dặn chú với cô Lan là phải canh chừng con. Có nghĩa là không có cho con yêu bất cứ một người nào ở Việt Nam này hết á. Con có hiểu không? Nhưng mà bây giờ đi biển thì đi mà không được yêu. Vậy không lẽ... Nói tóm lại á, đi biển thì cứ đi. Nhưng mà yêu á thì đừng yêu. Anh mà thua là anh phải đi Mỹ với em nha. Còn em mà thua là em phải ở lại Việt Nam với anh nha. Một hai, ba. Yeah. Đi Mỹ. Trời ơi. Sao mà anh chủ ụ à, bộ anh không thương em hả? Thương sao không thương. Nhưng mà giờ nhắc tới công việc nè, em thấy mọi thứ ở Việt Nam anh còn đăng đăng đê đê, chưa có đâu vô đâu hết trơn á. Mà anh mà đi một cái á, là công ty của anh á, mất doanh thu liền. Anh là một người quan trọng, anh đi cái là công ty anh không làm được gì hết. Thì bây giờ công ty anh cũng có làm được gì đâu. Thì coi như là qua bển á, mình xây dựng lại từ đầu. Biết đâu ở bển á, đất màu mỡ nhiều khi nó lại tươi tốt phát triển cho công ty anh hơn. Không đi đâu. Nếu bây giờ anh không muốn đi thì cũng được.
Thì bây giờ em sẽ về em nói lại với ông ngoại em. Tại vì ông ngoại đã lỡ bút vé cho anh qua bển, muốn nhìn mặt cháu rể, rồi kêu em là bỏ hết công ăn việc làm tháng đó đi, đưa anh đi chơi, shopping, ăn uống thoải mái. Ông ngoại em cho tiền hết nha. Em vừa nói sao? Ông ngoại mua sẵn vé cho tụi mình. Ừ. Rồi còn bao tụi mình ăn uống nữa hả? Shopping nữa. Shopping nữa? Ừ. Thì dạy gì mình không đi. Ờ. Mình không đi là mình ngu. Mà em nhìn đi, anh đâu có ngu đâu. Mình đúng phải rồi. Đi. Không đi là sẽ uổng vé. Rồi uổng tâm huyết của ông ngoại dành cho tụi mình. Đúng rồi. Vậy thì anh với em phải đi. Chính xác. Vậy là bây giờ trước khi đi Mỹ mình đi biển đi nha. Đi, mình biển, luôn. Đúng rồi, đi biển. Trời ơi, đi. Dạ. Ủa, con làm gì ngoài này vậy? Chú Kiếm con nãy giờ. Dạ, tụi con ngồi chơi tâm sự, tụi con chuẩn bị đi biển. Ủa, ai cho đi mà đi? Hả? Gì kỳ vậy chú? Làm sao chú nói với con là đi biển thì được, còn yêu thì không được? Sao giờ chú cấm tụi con? Dạ. Chú đâu có cấm đâu. Mà ông trời cấm. Cái gì? Là sao? Thì báo đài người ta đăng tin kìa, có bão lớn kìa. Cấm ra biển trong vòng một tuần với mọi hình thức. Trời ơi, xui quá à. Vừa yêu luôn bên ta, ta khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xếp như hoãn thương. Vừa yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung, qua bao chặng đường dài. Và suốt mai sau, mãi mãi là của nhau. Nguyện cùng bên nhau, nghe vợ yêu. Trọn đời không bao giờ đi liền nhau, không bao giờ cách xa nhau, có không? Có.